Dạ cái phiếu hồi nãy con gửi cho bác á, tại vì bác này là đi lãnh không được, cái bác này là đi là phải có cái ghế kèm theo, nên Quy phải đi lại tận nhà phát cho cô. Đó là 589A đường Nguyễn Duy, cầu sắt. Đây, ở đây là cầu sắt. Cô dục luôn à hả? Cô quên để tiền ngoài đây. Đâu? Ngoài đây luôn. Cái phiếu đâu? Cái phiếu đâu? Rồi, có cái phiếu. Rồi. Con à, chào bác nha. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng độ 9 giờ rưỡi sáng ngày 21 tháng 8 năm 2021. Và mình đang có mặt ở tiệm gạo. Ở đây mình số mấy cô hả? 225 Cao Xuân Dục. 225 Cao Xuân Dục. Rồi, quận 8. Hôm nay mình đến đây mua tất cả là 77 phần gạo, một phần là 5 kg, tức là 385 kg, và đây là loại gạo Hương Lài. 1 kg cũng là 16.000 như đợt trước cô hả? Rồi, đúng rồi nè. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Rồi con lấy 77 phần nha, giờ gửi tiền luôn. Ở đây nào con. Dạ. Gạo kỳ này cũng Hương Lài á, nhưng mà nó tốt hơn đợt trước nữa đó. Dạ. Dạ. Đợt trước rồi. 27 nha. Bây giờ con lấy là chú chuyển chở qua luôn đúng không chú? Dạ. Rồi. Không, đây gạo mang tới nhà các bạn. Từng bao. Rồi, chở được 4 bao các bạn. Từ chở tới tiếp. Rồi, vô tiếp nữa. Một bao như vậy là 50 kg các bạn ha. Gồm có 10 bao nhỏ. Chú khỏe ghê ha, con thấy chú chở gạo tốt ghê kìa. Giờ làm việc thường xuyên. Chứ con mà kinh như chú mà kinh hàng ngày chắc cho con luyện cả tuần nằm trong phòng luôn quá. Đây tất cả là vậy là 1 2 3 4 5 6 7 8. Tổng số ký là 385 ký, 77 phần. Một phần là 80.000 đồng. Vậy là đủ hả chú? Đủ. Đủ ha, rồi. Dạ. Yeah. Chị đi Quỳnh, gửi cho chị phiếu đi. Một giờ trưa. Ba giờ chiều á, chị đến cho nhận gạo nha. Đây là xóm hẻm Nguyễn Duy các bạn. Quỳnh. Ở đây là những cái hẻm nhỏ. Khu nhà trọ gửi đi chú ơi. Xin phép chú ghi hình cái nha, gửi chú phiếu gạo con xin phép ghi hình chú cái nha chú. Rồi 3 giờ chiều đến cái địa chỉ nhận gạo con nha chú nha. Dạ. Dạ rồi gác phát cho cổ đi. Rồi không, em chỉ phát cho một người một phiếu à, em phát cho người già thôi. Cho bà già trên kia. Đó, đợt trước anh ghé qua mà anh nói là không có đó, bây giờ bữa nay anh ghé qua đó. Rồi ha. Rồi. Có bà già ở trên nha anh. Ở trên lầu nữa hả? Bố ở xuống đây nè bố. Rồi được rồi anh, được rồi. Khỏi, anh gửi lên chú em đi. Dạ. À rồi, gửi cho cô một phiếu đi cô. Dạ, cô nhận phiếu của con nha. 3 giờ chiều làm sao cô đi lấy được? Cô đi lấy được không? Rồi, dạ rồi. Con xin phép con chụp hình con một tấm hình được không con? Rồi, bán vé số.
Để coi cái chữ ai chữ đọc đi đâu á. Đi ngoại, ngoại. Đi thăm đi, đi thăm đi, thăm dạ. Chú gửi gì bà Thanh á. Chú có gì chú đi, chú đi đến lãnh giùm con nha chú nha. Dạ, rồi. Rồi. Cái này luôn dịch luôn má ơi. Chụp hai cô út đó luôn đi. Hai cô dịch. Chị Lộc có dẫn vô cho chị Ba không? Có một cái toilet sử dụng chung cho cả cái khu cứ sao hai vợ ông chồng cùng nhà trai với tụi nghiệp đó. Rồi rồi. Ở đây em cũng xin giùm ta. Rồi. Cái làm phước được phước. Đúng rồi. Mà bây giờ ta cho người già, bây giờ nó nhớ là trong chồng không có ai có người già. Rồi. Tại bên em không có nhiều chị không? Bên em chỉ có thể cho. Cảm ơn anh. Dạ rồi rồi cho bác này đi. Anh cứ kêu già, anh cứ kêu người ta ra giùm anh. Dạ. Gửi cho bác một phiếu đi. Đây. Dạ rồi. Đúng luôn. Ừ xịt lên ừ. Rồi rồi chào cô. Chào mấy con. 3 giờ chiều nhớ qua những gạo ông con nha cô nha. 3 giờ chiều nha. Rồi rồi. Ông đeo khẩu trang. Rồi. Rồi gửi cho cô này cô ốm quá trời luôn. Gửi cổ đi. Ở nhà trọ. Rồi. Rồi kệ đi. Rồi gửi cho con áo hồng nó là đủ mình đi luôn mình. Gửi cổ nó đi, kêu cổ đưa giùm con áo hồng đi. Đây là phía bên kia của xóm hẻm Nguyễn Duy. Đây các bạn thấy nè, đó. Hoa lá quần áo. Rồi gửi cho chú luôn đi, gửi chú một phiếu đi. Cô nhà trọ đó một ngày là 70 ngàn đồng á hả? Dạ. Đầu người nha. Tính đầu người, một người là 70 ngàn đồng. Tính là thuê một căn phòng như vậy, tính đầu người. Cực quá, thấy cái nhà vệ sinh. Qua đây là Cao Xuân Dục rồi. Đây là Cao Xuân Dục, hẻm 137, phường 12, quận 8. Bà Hai ơi. Rồi, gửi cho cô đi Quỳnh. Cháu muốn làm đứng. Rồi, 3 giờ chiều đến nhận gạo giùm con nha. Nhớ là cô đi nha cô nha, đừng để cho người khác đi ha. Trong đây có cái miếu nè. Ủa chị, bà ngoại sống miếu. Gì vậy? Con gửi phiếu gạo cho bà. Rồi, rồi. Ngoại ơi, đang làm cá nè, bà đang làm cá. Dạ. Làm cá cho con. 3 giờ chiều cô qua nhận gạo giùm con ha cô ha. Dạ rồi, 3 giờ chiều đúng cô đi nhận nha cô. Mình nhớ đeo khẩu trang lên ha. Rồi, mình đi. Dạ. Rồi nhiều hẻm quá. Tiếp tục đi, vẫn là ở đây qua Nguyễn Duy lại. Nguyễn Duy với lại Cao Xuân Dục này nó. Đây hẻm 776 rồi các bạn. Còn hẻm bên khu nhà mình là 690. Khu này khu không tỏa hả? Chặn rồi thôi mình đi khác. Thôi. Cô phong tỏa rồi đừng đụng vô nữa. Dù sao họ cũng đâu có đi ra được đâu. Rồi đi hướng khác. Cái hẻm bên đây nè, đi qua là... Đây quay là Cao Xuân Dục. Mà chú có đeo khẩu trang. Rồi. Đây Cao Xuân Dục. Có xe vô. Rồi, xe qua. Chú ơi 3 giờ chiều chú đến cái địa chỉ với những con nha, bên Nguyễn Duy nè. 3 giờ chiều nay. Dạ bên 690 đó. Bên xóm Mình Lòng. Em nói là nhà chú đó có người cái chị đó bị tâm thần. Bị tâm thần. Ok. Bấy chú đóng cổ gọi là sợ chị đó bị đi ra. Tại em từng buôn bán cá đây là em biết nhiều nhà đó. Rồi, những nhà nào mà cao từng đẹp đẽ thì khỏi. Ai khổ quá được đó. Ra Cao Xuân Dục rồi hả? Chú mình về chai hay gì? Mình rác hả? Rác cho chú một phần đi. Chú ơi, con có một phiếu gạo. Ở chiều nay chú qua địa chỉ nè, 3 giờ chiều nhận nha. 690 Nguyễn Duy đó chú, hẻm 690 á. Dạ. Cái hẻm nó rộng là nó đâu có bến đâu á mà.
chú một phiếu gạo nha chú. 3 giờ chiều lại chú đi kiểm lại. Nhớ đeo khẩu trang nha chú nha. Nhớ đeo. Gửi chú phiếu gạo ơi. Con gửi cô phiếu gạo 3 giờ chiều cô qua con nhụm coi nha cô. Dạ. Dạ gần đây thôi đi bộ thôi. Cao Xuân Dục. Cái sớm sao có bệnh có gì đâu, bữa cho rồi mà. Học có luôn không? Luôn Mỹ không có Xuân Dục. Đây các bạn. Có trường học có được trường học mà. Biết rồi nhưng mà đi cái nó này đi làm về. Các bạn là cho ai, không có ai đâu. Quỳnh. Gửi cô một phiếu đi, gửi chú một phiếu. 3 giờ chiều đúng đấy, địa chỉ đó nha. Rồi. Chiều nay á là khoảng độ không? Có địa chỉ đó, chị đi theo địa chỉ. Rồi rồi. Dạ, rồi chào bác luôn. Cái hẻm gì mà nhỏ xíu vậy? Quỳnh đi qua trước đi Quỳnh. Để con nó vừa cái cỡ mày không Quỳnh. Nó đủ chiếc xe chạy là 2 chiếc xe. Đó, thấy nè. Quẹo. Quẹo. Ừ. Rồi. Đi hai người là đúng à. Quẹo. Thôi cái xóm hẻm 18. Quẹo. Qua đây là hẻm 65 rồi. Ok, đi đâu? Hướng nào Quỳnh? Sao vậy? Lớn tuổi à? Không có anh. Trẻ trẻ mà khổ một chỗ thì cho anh ra đi. Coi chừng có đeo khẩu trang không đó nha. Chị ơi. Chị ơi. Ơi tiếng chim hót. Liếu lo. Ơi con gửi cho phiếu gạo. Đeo khẩu trang nhìn con đi bà. Dạ. Khỏi mở cửa. Khỏi mở cửa. Rồi. Rồi không đeo. Nhớ đeo khẩu trang giùm con khi đi đến nhận gạo nha. Rồi gửi qua tay đi cho Quỳnh. Sao vậy? Rồi rồi. 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 Nguyễn Duy nè. Nhà có mẹ không? Mẹ đi chợ rồi mua đồ phẩm. Sao đâu lớn tuổi thì cứ cho đi. Ờ, khó khăn thì gửi đi. Nói 3 giờ chiều đến nhận. Hẻm Cao Xuân Dục. Đây ra đường chính Cao Xuân Dục. Rồi quẹo vô hẻm lại đó. Ở đây là hẻm 137 Cao Xuân Dục. 3 giờ chiều đến nhận giùm em nha chị ha. Dạ dạ. Bên đây là dạ, bên hẻm 690 Nguyễn Duy ha. Dạ dạ. Rồi mình dạ, đi. Đi qua bển hỏi ta chỉ cho. Dạ. Đây đây là hẻm 137 Nguyễn Xuân Dục, Cao Xuân Dục hay là Cần Dục, Cần Dục cái tên cũ. Cần Dục cái tên cũ anh mày biết. Hồi xưa cái tên Cần Dục cái nó thân thương ha. Tàu ngoại của anh Cao Xuân Dục luôn rồi Huy. Sao đâu. Gửi đi, gửi đi. Gửi cho cô một phiếu đi, gửi cô một phiếu đi. Rồi. Nhà bằng gỗ không à. Đây. Tạm bợ. Ơi, di chuyển gạo qua bên đây. Hồi nãy là Huy em đi đâu Huy? Khu cầu sắt hả? Với cầu sắt Hiệp Ân á, người ta ở dưới nhà cầu á. À. Mình chạy trên cầu là người ta ở dưới nhà cầu á, ở dưới cũng có nhiều hộ dân khổ. Với nãy là dưới gầm cầu nhiễm đường. Gầm cầu nhiễm đường. Nãy là Huy với Quỳnh chạy xe đi giao phiếu. Wow, đi gửi phiếu. Còn mình là mình về chuẩn bị tiền. Để đó mình có đi tiếp mà nãy mình chỉ đi cái khu Nguyễn Duy với lại Cao Xuân Dục thôi. Rồi coi như nãy giờ chạy cũng nửa tiếng. Đây vẫn là cái loại gạo Hương Lài các bạn nha. Đấy, 60 đâu 80 ngàn đồng một bao, 16 ngàn đồng một ký, một bao 5 ký. Rồi, để bà.
kéo cắt cái quỳnh cho nó lẻ nè. Rồi dân thủng gạo nha quý. Hôm nay cũng sẽ là một bao gạo 5kg và 500.000 đồng. Ê quên lộn, 100.000 đồng. Bán nhà. 100.000 đồng, 100.000 đồng. 500.000 đồng, ba đứng nhìn nó phải. Anh Tùng bán 5.000 thì quá. Do bữa nay cái mình không có đi ngân hàng được mà giờ hết tiền rồi. Giờ tiền lẻ toàn 5.000 là 20 tờ 5.000 thành 100.000. Điểm thấy bà luôn. Như vậy như hồi sáng mình nói ha, ở đây là 77 phần gạo và thêm 7 triệu đồng nữa là tiền mặt, mỗi người 100.000 đồng. Và cái số tiền tài trợ tất cả là 600 đô từ gia đình nhóm bạn anh chị Cam Tô Khung Vách Mộc Tăng. Thực sự thì anh chị gửi tiền 600 đô cho mình để làm từ thiện theo kiểu nấu cơm buổi tối cho người vô gia cư. Tuy nhiên là cũng khá lâu rồi mình chưa giải ngân được bởi vì không có thể đi ra ngoài được buổi tối. Thì gia đình anh chị quyết định là chuyển sang mua gạo và gửi tiền cho người khó khăn ở quận 8. Rồi bây giờ là 3 giờ chiều, ok, gửi đi Quỳnh. Dạ cô chú, đây là những là mỗi người là 5kg gạo và 100.000 nha. Ở đây một người một phiếu thôi. Chị ơi, anh ơi, cái cho chị này lãnh dùm bài nhãn trên cầu là ba đứa không nổi. Rồi ok, gửi đi. Rồi rồi, cảm ơn chị. Ở đây con chỉ gửi con người nào có phiếu là có thôi ạ. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn cô. Rồi lên cô ơi. Dạ lên. À, tiền lẻ là 20 tờ 5.000. Rồi ok, không sao đâu. Dạ không có phiếu là em thua, tại vì em chỉ phát đủ phiếu thôi à. Mạnh Thường Quân cho cái nhiêu đó à. Em phát hết luôn rồi. Rồi. Em phát hết rồi. Chú ơi, giữ trật tự giùm con chú. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Mình gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm con nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm con nha. Dạ. Em là thấy con quen nè. Rồi cảm ơn gia đình chú Khung Vách Cam Tô và Ngọc Tăng. Dạ. Rồi. Rồi khẩu trang không kéo lên mũi. Gửi gạo đi. Ừ. Rồi. Hình như là chú không có thẻ đúng không chú? Dạ. Dạ cảm ơn Mạnh Thường Quân luôn. Dạ chú này chạy xe ôm. Rồi thôi, chú nhận con phần đi chú. Dạ. Bỏ lấy rồi. Gửi đi Quỳnh, gửi đi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ rồi, chú qua nhận con, nhưng đừng nói dai cho chú nha. Con không có nhiều. Dạ. Rồi, gửi cho chú. Chú ở Cao Xuân Dục hay là bên Nguyễn Duy chú? Nguyễn Duy hả? Dạ. Dạ dạ rồi. Dạ dạ không, đợt trước chị có rồi, đợt này không có nữa. Dạ. Dạ, rồi cảm ơn chị. Rồi. Dạ. Con nha. Dạ. Mình cũng muốn cho thêm nữa tại vì thực sự là cái mùa này khó khăn, nhưng bây giờ phải share cho những người mới.
Rồi. Nhà chú bên đâu chú? Bên Nguyễn Duy hay là Cao Xuân Dục hay là ở đâu? Nguyễn Duy. Nguyễn Duy, dạ, cảm ơn chú. Nguyễn Duy nhưng mà làm ở đây, làm ở chốt. Dạ, dạ rồi, dạ, 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 dạ. Bảo vệ. Không nổi. Rồi, con cảm ơn mấy chú nha. Là mấy chú bên đây Ba Đình hả? Dạ, bời bên khu vực Ba Đình. Ba Đình quận 8, gần chợ Sớm Củi. Mấy chú con gửi là 100 ngàn với lại 5kg gạo ha. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn chú. Dạ. Cô qua cái ghế ngồi không con cô? Khoảng cách nhau không con cô? Dạ. Dạ. Dạ rồi. Dạ, cách khoảng cách nhau nha. Rồi. Dạ rồi. Ở đây là gạo Hương Lài đó, nó loại ngon đó cô ạ. Dạ dạ. Dạ rồi. Dạ. Chú ở đâu cô? Chú ở Ba Đình hay là Nguyễn Duy? Hưng Phú hả? Dạ rồi Hưng Phú. Còn bữa nãy có qua Hưng Phú nữa mình hả? Ba Đình. À Ba Đình. Ba Đình. Rồi, chào chú. Đúng rồi, Ba Đình gốc Hưng Phú. Rồi, gửi cơm. Con gửi luôn 100 ngàn nha cô. Ủa cái gì mà tiếng tính tính vậy? Rồi, gửi cho chú luôn. Lâu quá gặp lại ha. Chú là bên cầu Diên Thiên Đường hả chú? À, cầu sắt Hiệp Ưng. Rồi, rồi. Dạ, rồi, nhớ chú mà. Rồi, gửi. Dạ rồi, cảm ơn chú. Trời nắng quá trời rồi, bây giờ phải làm đúng không? Tới 23 tháng 8 rồi. Rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, rồi, một bao gạo đó, 5kg đó chú. Dạ, giùm con. Rồi, mình qua đây luôn em. Dạ. Rồi, tiến tới luôn anh. Anh tiến tới luôn, dạ. Tiến tới luôn, dạ. Rồi, nhớ ở nhà trọ. Dạ rồi. Em gửi 100 ngàn luôn. Rồi. Dạ rồi, cảm ơn chú. Rồi. Trưa này nắng gắt các bạn, nhưng mà phải làm thôi, là bởi vì 23 tháng 8 là ngày mốt là toàn bộ phải ở trong nhà rồi. Mình tranh thủ mình làm. Sáng là đi mua gạo, rồi về ghi phiếu, rồi đi phát. Rồi chào cô. Dạ rồi chào cô, cảm ơn cô. Dạ. Trời nắng quá. À dựng luôn. Rồi. Mừng nha. Dạ rồi. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi chú? 65 tuổi. 65 tuổi hả? Chú sống bên khu nào ha? Trong xóm ruộng. Xóm ruộng hả? Đó khu nhà trọ nãy à, khu nhà trọ nãy nhớ rồi. Rồi. Dạ dạ rồi, anh đến nhận giùm em đi anh. Khu nhà trọ hồi nãy. Dạ. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Anh là anh cho hỏi là anh cũng sống trong chổng luôn hả? À, đúng rồi. Rồi anh có gia đình gì ở trong chổng không? Có gia đình. Gửi cho anh bao gạo đi Quỳnh, đợt trước anh cũng không có đâu. Cái này là tặng riêng anh. Để cái đợt này em tặng cho những người lớn tuổi nhiều á. Rồi cái này tặng cho anh nha. Rồi, cảm ơn anh nha. Gửi anh 100 ngàn luôn đi. Gửi anh 100 ngàn luôn. Rồi. Một ngày trong nhà trọ đó là bao nhiêu tiền anh? Dạ. Một ngày ở trong nhà trọ bao nhiêu em, tiền? Của em của người kia là 142 người. 142 người hả? Đầu đầu người 70 ngàn đồng không? Mà không tại có. Không chở là em ngay chỗ nhà anh nãy vô á. Dạ. Ở đi đất một hộ trên lầu em hộ nữa. Nhưng mà em hỏi là nếu mà không có tiền trả mỗi ngày thì sao? Thì dịch này ta cũng thông cảm cho mình thiếu anh. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn anh. Rồi mấy cô tôi qua đây con luôn mấy cô. Dạ, qua đây nhận. Dạ, con chỉ gửi cho người có thẻ thôi. Có thẻ không cô? Dạ rồi. Rồi, cô nhận giùm con nha. Lưng gù luôn rồi. Đây, nó nắng như vậy nè các bạn ơi.
Đấy. Dạ. Dạ có phiếu, có phiếu. Em chỉ phát ra được một số phiếu thôi. Mạnh Thường Quân cho có nhiêu đó à. Dạ. Rồi. Rồi, bắt được dựng con nha. Rồi, một bao gạo, viên 100 ngàn. Dạ. Cô bác này là cho thuê chuyện đúng không? Dạ, rồi, rồi. Năm nay bà năm bao nhiêu tuổi rồi? Bà năm bao nhiêu tuổi? Bảy mốt. Dạ rồi, con cảm ơn bà Năm. Rồi bà Năm về nha. Dạ. Đeo khẩu trang vô, kéo lên đi về. Dạ, dạ, rồi. Rồi, dạ. Rồi tiến lên chú ơi, chú nhận lên những con đi. Quỳnh đứng chịu nắng chút xíu. Ừ. Cho nó mặn mồi. Rồi. Rồi, cậu gửi bên cậu sắt ha. Hiệp Ân. Rồi chào cô. Dạ. Rồi đứng vô đây là Quỳnh ơi, chứ không phải là nắng là bệnh đó. Hai phiếu này là của ai hả? Ờ à, rồi gửi đi nhận đi mà. Ờ à, láng Quỳnh đền. Rồi ok đi. Rồi tới luôn đi bác có phiếu không ạ? Có phiếu đến đây em coi nha bác. Dạ. Tranh thủ nó nắng à. Bà ngoại canh miếu. Rồi bà ngoại canh miếu, nhớ rồi, nhớ bà ngoại canh miếu rồi. Bé lên con. Lên đi, lên đi. Con nhận cho ai vậy? Dạ con rồi. Má nó bệnh hả? Dạ rồi. Giữ giùm ngon đi. Rồi rồi dừng. Rồi về. Rồi bác ơi, bác lớn đi con đi, bác có phiếu lớn đi con đi. Dạ con kêu bác kia. Rồi lên luôn, lên luôn. Dạ lên nhận luôn. Bé con nhà nào vậy con? Dạ con nhà ở dưới. Con ở trên dưới. Rồi. Cầm tiền cẩn thận nha. Rồi. Lên nhận tiền với lại gạo giùm con vô bác. Bên chỗ nhà trọ hả cô? Tại cái chỗ đường Cao Xuân Dục với đường hẻm. Rồi ok. Không nhớ được là người nào. Nhưng mà mình chính tay mình phát phiếu mà mình đưa đi. Rồi. Tới luôn đi cô. Dạ, nhận. Cô làm lâu công mà. Rồi, chào cô. Còn nhiêu bao nữa mấy bà? Rồi qua đi bên kia nhận chú, qua bên kia nhận gạo. Rồi nhận đi. Dạ đưa phiếu qua nhận hình như. Rồi 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 cảm ơn chú về nha. Dạ. Dạ rồi, chào cô. Chỉ là nhân viên vệ sinh. Dạ qua những phiếu đi chị. Những lo gạo với lại tiền. Rồi, cảm ơn chị nha. Còn mấy chú kia nữa. Rồi, vậy là chị nhận hai phiếu ha. Do cái chị kia với có con nhỏ. Rồi bên Cao Xuân Dục. Rồi qua đây nha, nhận phiếu nhận tiền mà em chị.
hai bao gạo với lại 200 ngàn. Mỗi người 100 ngàn chị ha. Dạ rồi. Những gạo rồi cô. Dạ dạ. Mình ở đâu cô? Nguyễn Duy hay là Cao Xuân Dục hay là khu vực nào? Cao Xuân Dục. Cao Xuân Dục, dạ mình qua mình nhận đi. Dạ. Dạ cái phiếu này do em đi phát chị ơi. Dạ bữa nay hết phiếu rồi. Dạ. Dạ dạ. Đợt đợt sau. Dạ dạ rồi. Dạ chào cô. Ủa nãy mấy cái bên dạ cô về ha. Ủa nãy bên cái gì đó dưới dạ cầu của gì đó. Dạ cầu Hiệp Ân. Ủa vậy hả? Dạ. À, không để ý. Có ông già già đó, ông dẫn vô đó. À nhớ nhớ ông đó rồi. Cái ông mà ông được rồi hoài đó. Còn bên gì cầu Di Thiên Đường. Rồi em cho có người hai người à. Ờ ok. Dạ. Cảm ơn con. Dạ rồi. 100 ngàn luôn, gửi 100 ngàn cho cô. Ờ cảm ơn nhiều. Cô bán sữa đậu nành hả cô? Cô bán sữa đậu nành hả? À, không sữa đậu nành con. Ở khu vực nào cô? Ở Nguyễn Chí Nghĩa. Nguyễn Chí Nghĩa. Ở Nghĩa Đường á. Dạ rồi, cảm ơn cô ha. Dạ. Mình như chú đó đến lĩnh nhận luôn á. À, cô cảm. Rồi. À, chú chiên, con này bán chú chiên với bánh bánh gì? Bánh bò, bánh tiêu. Bánh tiêu. Chiên. Rồi gửi cổ đi. Cô bán lâu rồi, cô bán hai. Thôi, đợt trước cũng có, đợt này có đây ha. Mấy năm rồi đó, hai mấy năm rồi. Rồi. Đây gửi con bao gạo với 100 ngàn nha. Dạ. Cảm ơn nha con nha. Rồi. Rồi. Bữa nay là coi như dạo này nó có bán bánh tiêu, bánh bò nữa ha. Sống sao cô? Rồi có nhận được 1,5 triệu của nhà nước không? Không có gì hết trơn hả? Dạ rồi. Nhà gì đâu? Bên nhà bên chỗ nhà cầu đường á. Bên này hay bên kia? Qua bà bển. À, qua bển. Nhà còn 4 chiếc xéo. Bán và cũng bán bò tiêu. Mà một tháng tiền trọ bao nhiêu tiền cô? Một tháng là nước điện luôn 1,3 triệu. 1,3 triệu tiền trọ rồi. 2 tháng trời không có một cắt bạc. Trời bây giờ khỏi mượn cái tiền ai giờ. Mình dạ. Quê có không được đó. Quê đâu cô? Quê tốt ở dưới chùa Mỹ Luông á. Châu Đốc rồi á. À Mỹ Luông Châu Đốc. Dạ rồi. Rồi. Đó sống trên đây là lên xuống là mấy chục năm rồi. Dạ. Bây giờ dịch cái đụng nó có về được đâu. Đúng rồi, đâu có về Châu Đốc được. Đâu có về An Giang được. Rồi rồi, vậy chào cô nha. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ không, cái này con gửi cho người có phiếu cô ơi. Dạ, con gửi cho người có phiếu à, hết rồi. Dạ dạ. Dạ dạ dạ, xin lỗi. Dạ. Bây giờ con gửi gạo với lại 100 ngàn nha. Dạ dạ. Lãnh phiếu không chị, lãnh gạo không? Dạ đưa đây. Qua đây luôn. Có phiếu không? Dạ, này có phiếu rồi, này có phiếu mới có. Dạ, có phiếu mới có. Rồi. 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 Trăm ngàn luôn mình ơi.
Rồi, Quy đang đi trên đường nha. Quy gặp được cái con này. Quy còn hai phần gạo nên gạo với tiền nên cô Quy sẽ phát luôn cho cái con này luôn. Cô ngủ ngoài đường luôn hả cô? Dạ, rồi con gửi cô một phần gạo với 100 nha cô. Dạ. Rồi, con chào cô. Rồi cho đi em. Rồi, gặp cái chú này ở ngoài đường luôn, chú lại chú xin. Rồi Quy cũng cho luôn, Quy còn hai phần, cho một người cũng phần. Dạ. Chào chú nha, cái này là của Mạnh Thường Quân cho nha chú. Dạ. Tại vì con còn hai phần á nên con chạy ra ngoài đường con thấy cái cô đó thì con cũng gửi cho chú luôn. Dạ, chào chú, chào con. Rồi. Dạ. Dạ chào chú. Trời cứ mà nắng. Rồi gửi cô 100 ngàn với lại một bao gạo 5 kg đó. Rồi cô để cái phiếu xuống đi cô. Dạ để phiếu xuống đi ạ. À. Dạ rồi. Rồi mình nhận gạo với lại tiền đi cô. Rồi, rồi cảm ơn cô ha. Cảm ơn cô. Dạ dạ. Mình ở khu nào cô hả? Cao Xuân Dục hay là? Ở 107 Sài Gòn rồi đó. Dạ, là Cao Xuân Dục đúng không cô? Cao Xuân Dục. Dạ rồi, chào cô. Dạ. Hiện tại là khoảng 4 giờ rưỡi chiều các bạn. Ở đây vẫn còn 5 phần gạo nha. Mình vẫn đang đợi họ đến lấy. Đến nhận. Mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video ở đây. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Và xin cảm ơn gia đình và nhóm bạn bè chú Khung Quách, Cam Tô, Ngọc Tăng đã hỗ trợ phần gạo và tiền hôm nay. Bán vé số hả? Mấy vé số lượm vé chai luôn. À chú này hả, nãy thấy chú có đi ngang mà nãy anh sợ hết phiếu rồi. Rồi ok gửi đi ơi Quỳnh. Gửi cho chú bao gạo với 100 ngàn. Chú này ở cô Nguyễn Duy luôn hả? Ở Tùng Hiền Vương hả? Dạ rồi, rồi chào chú Tùng Thiền Vương. Bỏ túi đi, bỏ tiền vô túi. Rồi rồi, về đi chú ơi, về ha. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Trên núi Chứa Chan, Gia Lào.